Ninh Dương Lan Ngọc tung video mặc váy cưới khiến nhiều người đồn đoán. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình và được nhiều người yêu thích. Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô là một trong những nữ diễn viên được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Sau nhiều năm phấn đấu với nghề, hiện tại nữ diễn viên trở thành cái tên được nhiều dự án phim săn đón. Cô thường xuyên tham gia những chương trình game show giải trí nên được nhiều khán giả yêu mến. Mới đây, trên fanpage có 5 triệu lượt người theo dõi của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã bất ngờ đăng tải video ngắn. Trong video, nữ diễn viên diện váy cô dâu vô cùng xinh đẹp. Đi kèm đoạn video, Lan Ngọc viết: "Cô dâu Lan Ngọc". Dưới bài viết, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Lan Ngọc. Ngoài ra, cũng có nhiều người tò mò hỏi chú rể là ai. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã không tiết lộ gì thêm. Nhiều người cũng đồn đoán có thể là một sản phẩm trong một MV nào đó. Trước đó, hồi tháng 4, nhân ngày cưới em trai, Lan Ngọc cũng đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc của gia đình. Đang nói, dù chỉ là nhân vật phụ nhưng diễn viên lại tỏa sáng, lấn át cả cô dâu chú rể. Dưới bài viết của Lan Ngọc, người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc cho vợ chồng em trai nữ diễn viên. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhắc nhở người đẹp cũng nhanh chóng lên xe hoa vì năm nay đã 31 tuổi. Trước sự hối thúc của fan, Lan Ngọc liền trả lời: "Thôi thôi, tôi còn nhỏ lắm", khiến nhiều người không khỏi bật cười.